xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 42: Uống aspirin hàng ngày giúp phòng ngừa ung thư. Aspirin còn có tên khoa học khác là acid acetin salicylic, có công thức C9H8O4. Cơ chế hoạt động chính của aspirin bao gồm ức chế chất xúc tác cyclooxygenase 1 và 2, viết tắt là COX 1 và 2, thông qua đó hạn chế sự sản xuất prostaglandin BG, các axit béo không bảo hòa ở các mô, đóng vai trò như một chất trung gian hóa học của quá trình viêm, gây sốt và nhận cảm đau. Rhombosan TX, hormone được sản xuất từ tiểu cầu để thúc đẩy sự kết tập tiểu cầu và co thắt động mạch. COX 1 và 2 là thành phần thiết yếu của phản ứng viêm trong cơ thể. Quá trình viêm kéo dài có thể thúc đẩy nhiều thay đổi trong tế bào có nguy cơ khiến chúng phát triển không kiểm soát được và trở thành ác tính. Điều này đặc biệt đúng với ung thư đại trực tràng và đã được xác nhận bằng chứng khoa học. Vì cơ chế hoạt động chính của aspirin là ức chế COX 1 và 2 nên khả năng phòng chống ung thư của aspirin rất khả quan. Một thử nghiệm lâm sàng mang tên CABB2 quy tụ 861 người mắc hội chứng Kleen, những người có nguy cơ ung thư cao do liên quan đến gen di truyền, được phân ngẫu nhiên vào nhóm sử dụng 600mg aspirin mỗi ngày suốt 25 tháng hoặc nhóm sử dụng giả dược. Giả dược là viên có bề ngoài như viên thuốc nhưng thực chất bên trong không có thành phần thuốc. Kết quả cho thấy nhóm dùng aspirin có nguy cơ ung thư đại trực tràng giảm 63% so với giả dược sau gần 5 năm theo dõi. Bên cạnh đó, hai nghiên cứu lớn và kéo dài khác tại Đại học Harvard từ năm 1980 đến 2010 và từ năm 1986 đến 2012 đã tìm hiểu về việc sử dụng aspirin lâu dài và tỷ lệ ung thư trên 88.000 phụ nữ và gần 48.000 nam giới. So sánh với người không uống aspirin, nhóm uống aspirin suốt 6 năm giảm 15% nguy cơ ung thư đường ruột, chủ yếu là ung thư đại trực tràng. Một nghiên cứu tổng hợp bao gồm 8 thử nghiệm lâm sàng quy tụ hơn 25.000 bệnh nhân cho thấy nguy cơ tử vong vì ung thư trong vòng 20 năm giảm đến 20% ở nhóm bệnh nhân uống aspirin mỗi ngày suốt 4 năm so với những người không uống aspirin. Kết quả cho thấy aspirin giúp giảm tỷ lệ tử vong do nhiều bệnh nhân ung thư thường thấy như thực quản, tuyến tụy, não, phổi và đặc biệt giảm nhiều hơn đối với ung thư dạ dày, trực tràng và tuyến tiền liệt. Lợi ích của aspirin càng gia tăng khi thời gian uống kéo dài và điều này nhất quán đối với các nhóm bệnh nhân ung thư khác nhau. Nhiều nghiên cứu quan sát khác cũng cho rằng kết quả khả quan về khả năng phòng chống ung thư của aspirin, ung thư da, ung thư buồng trứng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, với tỷ lệ tử vong giảm đến 71%. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích cho sức khỏe, aspirin cũng có nhiều tác dụng phụ, nên lợi ích và tác hại cần được cân nhắc trước khi uống aspirin. Tăng nguy cơ chảy máu đường ruột, vì vậy những ai có tiền sử loét dạ dày nên uống thuốc lúc ăn no. Gây rối loạn chức năng tiểu cầu thận, tăng nguy cơ suy thận cấp, tăng nguy cơ xuất huyết dưới da. Tháng 4 năm 2016, Dịch vụ Phòng ngừa Hoa Kỳ US Preventive Service cho phép sử dụng aspirin để ngăn ngừa ung thư đại trực tràng với những người từ 50 đến 59 tuổi. Và kết quả cho thấy không có những phản ứng phụ như chảy máu đường ruột. Tuy nhiên, việc có nên sử dụng aspirin để phòng ung thư hay không, tốt nhất bệnh nhân nên làm theo chẩn đoán và lời khuyên của bác sĩ, dược sĩ hay chuyên gia hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bạn. Sự thật, aspirin có thể phòng ngừa ung thư nhưng phải thận trọng. Tiến sĩ Nguyễn Nữ Phương Thảo, Thạc sĩ Trịnh Vạn Ngữ. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.